ngày hôm nay mưa liên tục đe dọa hướng đông, 59 from to Maine. ảnh hưởng 59 triệu người từ Virginia cho tới Maine. Mưa tràn tới hướng đông bắc. Nhiều con đường bị đóng vào buổi sáng ngày hôm nay. Cũng cùng cái mưa bão này, vào cuối tuần vừa qua, nó quét qua hướng Nam, làm cho ảnh hưởng những cộng đồng ở biển Georgia và North Carolina. Island, Carolina. Nước dâng cao làm cho chàng lên đường nằm ở bên South Carolina. Còn ở Charleston, mưa rơi 3 in. phá kỷ lục về trời mưa chủ nhật vừa qua. Sao nhà của tôi nó khác bình thường. Ngày hôm nay nước ngập hết. Có nhiều chỗ nước ngập lên rất là nhiều. Lái xe rất là nguy hiểm. Có nhiều xe bị kẹt giữa đường. Nước ngập cao ở bên ngoài Myrtle Beach. Lốc xoáy đánh xuống ở đây làm cho hư hại rất là nhiều. Nhà cửa bị tan tành, cây gãy, dây điện bị đứt. Một người dân sống ở chỗ này viết lên trên social media. Tôi chưa từng bao giờ nghe gió nó mạnh như vậy. Mưa bão này nó bắt đầu từ ở bên Florida. Rơi xuống khoảng chừng 7 in. in Saint ở ngay St. Petersburg, Florida, chạm điện. Gia đình đã quay được cái cảnh trước cửa nhà trong lúc này có nhiều chỗ nằm về hướng đông. Nhìn thấy mưa rất là nhiều, đó là bắt đầu từ hồi trần rồi tới bây giờ. Có phải sắp tới đây còn bị tiếc nữa phải không? Đối với những người dân mà sống ở Cleveland tới Buffalo, họ sẽ thấy tiết rơi khoảng chừng một phút trở lên.